Đấy. Lạc từng đít. Máy mình là máy Intel 2. RAM 4GB. Mấy lần phát triển game này chắc là sửa lại kiểu lag này. Khó chơi lắm. Tương lai sửa nào cho bớt lag. À, dính ngay quả tên lửa giữa đầu thật. Ôi, ngay quả tên lửa, mất lửa máu luôn. Hút máu chậm quá. Ai hút được lửa máu. Gọi để ra cho nó bơm máu vậy. Để bơm 3% máu. Trăm linh năm map 105 thôi thôi hai là cái lửa mùi quá nhìn xa xa nhìn kỹ cái lửa. Này nếu mà xe tăng thừa không bao giờ qua được bài này, những bài như này, bài này bắt buộc phải đi xe tên lửa bắn xuyên tường, những bài này đi xe tăng thường cực khổ luôn. Nắp bắn rất khổ những bài này. Xuyên tường này. Thôi. Thôi. Đừng đừng đừng. Không có chỗ nấp. Nấp bên kia sợ lát lắm. Quá ra nhiều bắn lát. Không dám nấp trên kia. Nấp chỗ vắng vắng. Đứng xa và đỡ lát. Ủa cái gì đây? Cái trụ bay đấy à? Đó, ra đây gần lát thế này. Cố gắng top 1 để sang lên thời top 1. Lấy
top 8, bây giờ top 12 rồi, đã bị đẩy xuống, láo thật. Máy tôi là yếu, tôi không muốn đánh. Ôi, xuống chút thôi. Rồi, lập. Lập sau tường. Đấy, có thằng đệ bơm máu này. Đó. Sướng. Quá sướng. Ôi trời ơi. Một phát đạn luôn, gần chết. La rồi. La rồi, tôi không lẽ đạn được đó anh em. Nhìn thấy đạn nhưng không né được. Bấm nó không đi. Ôi dù ăn đỏ rồi. Khả năng không top 1 được rồi, mới 110 mấy mà đã vất vả thế này rồi. Kinh quá. Mỗi chỗ này lấp thôi, còn nhiều chỗ nào? Hết chỗ để lấp. Không ăn thua rồi anh em ạ. Hết chỗ lấp rồi. Đây là top 10 không? Mới có lên lồng top 10 không? Lạc quá. Lại phát nhỉ. Hôm kia 128 nữa kìa. Lạc quá.
không một chỗ nào đứng đi. Rồi, lạc quá à, tìm chỗ đứng này. Ba cái ô sắm cho đỡ hơn tí. Kinh người. Lắp sau ba cục này mai sống sót. Khiên rồi. Bom chắn rồi các kiểu rồi mà em thua. Nó đi sang, không sang lỗ luôn. Đó, như thế này luôn. Không sang được. Không vẫn sang được. Đổ cánh gì chứ. Nghe mấy cái đạn này. Khó quá. Ồ, chống sống chống quá chống hoác này à. Này hết sụ rồi. Chạy. Đảo cánh tí mà. Đảo cánh tí, đảo cánh tí. Đảo cánh đi, ăn đòn, đấm bom. Đảo cánh đi. Đảo cánh đi.
Có đâu thôi. À, tính từng bài một này khó quá. Chùm. Rồi đan thôi. Chùm là phải dồn đam thôi. Rồi, xếp rồi, may quá. Thoát rồi, thoát rồi. À, đứng đây, để đây không chui vào. Để khỏe bằng hát công gì? À không, không phải nói anh chàng này. Đừng nghĩ chỉ là sai rồi. Mà là nói bạn đó. Dù bạn già hay trẻ, lớn hay bé, mình dây hay cân đối, bạn biết mà, chúng ta có thể trạng khác nhau nên... Khoái quá. Quá trình tranh đấu top bảng khoái quá bạn ạ. Đứng đây không ổn rồi. Kiếm vị trí khác đứng rồi. Sai vị trí rồi. Ôi, dính ngay quả kia rồi. Dính ngay quả tên lửa kia. Top 2. Ôi, ông này còn 128 nữa. Thử lốt phát cuối nha. Hoài đứng đây thôi. Khỏe quá. 128. 10 bài. Lập góc. Đứng đây cho lành. Sợ thật. Chấp nhận đứng một góc này, mất máu đứng một góc này. Được lắm. Để ý đảo cánh liên tục. Đảo cánh. Thoát à? Đứng đây rồi, đứng đây là kín rồi. Chơi được hai mặt. Cố gắng lấy đến điểm xếp, xếp vào đã.
chạy 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 đồ điện tử. Chạy 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 lại à, chết là thôi mình sẽ thôi các bạn. Chết rồi, không biết lúc nào chết, sợ thật đấy. Bắn không nhìn thấy đạn luôn mà lag không né nổi. Máy yếu quá. Bao nhiêu 120 âm game 126 à 6 bài nữa à? Đừng lag thì lé được, nhưng mà đây nó lag quá không lé được. Nhất lại ngon rồi. Ây, tự chết à? Thôi nhỉ. Kiếm thu điểm thôi nhỉ. 800. Mua xe luôn. Mua xe thôi.
Ái à, vẫn còn không ạ? Mua tiếp. Tám mua lốp xe luôn. Về đây up xe lên thôi, vấn đề gì đâu. Mười tám. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Mình là Phanblogs, các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.